chào mừng quý vị đang đến với chương trình hội thoại qua radio tiếng Việt hàng tuần của hạt Santa Clara với Khánh Ly và Như Hạnh. Trong tuần qua đã có một số biến chuyển và nhiều thông tin mới trong quận hạt của chúng ta. Hôm nay, Khánh Ly và Như Hạnh cũng xin được mượn làn sóng này để chia sẻ những cập nhật của quận hạt. Chúng tôi ước mong sẽ giúp quý vị theo dõi những sinh hoạt trong cộng đồng, cũng như hiểu rõ hơn về COVID-19 và các biến thể, về tình hình hiện tại trong quận hạt của chúng ta, các lệnh y tế mới và các biện pháp cần có để tự bảo vệ cho chính bản thân cũng như cho người xung quanh để được an tâm hơn. Và cũng để mở đầu chương trình cho hôm nay, xin mời Khánh Ly đưa những thông tin cập nhật về tình hình tiêm ngừa COVID-19 trong quận hạt đến với quý thính giả của chúng ta. Cập nhật tình hình tiêm ngừa và xét nghiệm trong quận hạt. Tính cho đến nay thì đã có trên 73% người trong mọi lứa tuổi trở lên đã tiêm ngừa COVID-19. Trong số đó đã có trên 85% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ngừa đầy đủ. Số trường hợp nhiễm bệnh trung bình luân phiên trong 7 ngày ở thời điểm hiện tại là 177 trường hợp. Tỷ lệ nhiễm bệnh ở người từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm ngừa đầy đủ là 28,2% so với người đã tiêm ngừa đầy đủ chỉ có 6,1%. Santa Clara đang kêu gọi tiêm ngừa liều hỗ trợ cho mùa lễ cuối năm đã cận kề. Mùa lễ đang đến và vì thuốc ngừa giảm dần hiệu lực với thời gian, tất cả những ai hiện đang sinh sống hoặc làm việc trong hạt Santa Clara đã hội đủ điều kiện thì được khuyến khích nên đi tiêm liều hỗ trợ ngay. Liều hỗ trợ thích hợp cho hầu hết tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm liều thứ hai của Pfizer và Moderna 6 tháng trước đây, hoặc là thuốc của Johnson & Johnson 2 tháng trước đây. Tính cho đến ngày 9 tháng 11, thì chỉ mới có hơn 200.000 cư dân hạt Santa Clara đã tiêm liều hỗ trợ. Tuy hiện nay số trường hợp nhiễm trong quận hạt không tăng cao, nhưng đã có bằng chứng cho thấy thuốc ngừa sẽ giảm dần hiệu lực theo thời gian và tỷ lệ nhiễm của những quận hạt khác trong tiểu bang cũng đang tăng dần. Với lễ tạ ơn gần kề, thì việc bảo vệ gia đình, trường học và sở làm càng trở nên quan trọng hơn vì sẽ có nhiều người đi chơi xa và tụ họp với gia đình và bạn bè. Tiểu bang California gần đây đã yêu cầu cấp lãnh đạo y tế địa phương và các cơ sở cung cấp y tế cho phép bệnh nhân tự xác nhận rủi ro lây nhiễm và không được từ chối khi họ muốn được tiêm liều hỗ trợ. Các địa điểm tiêm ngừa trong quận hạt đang cho hẹn tại www.sccfreevax.org và cũng có nhiều địa điểm khác cũng sẵn sàng nhận bệnh nhân đến tiêm liều hỗ trợ mà không cần phải hẹn trước. Tiêm ngừa trong quận hạt vẫn hoàn toàn miễn phí cho cư dân trong mọi tình trạng di trú và không cần phải có bảo hiểm y tế. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã được tiêm ngừa COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã phê duyệt thuốc tiêm ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 2 tháng 11. Sau khi được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho phép, hạt Santa Clara hiện đang tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hiện nay, thuốc tiêm ngừa của Pfizer là chọn lựa duy nhất cho nhóm tuổi mới được phê duyệt này, với khoảng hơn 167.000 trẻ em trong cộng đồng của chúng ta. Tất cả các trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã ghi danh đều hội đủ điều kiện. Chúng tôi khuyến khích các gia đình nên liên lạc với bác sĩ hoặc hiệu thuốc trong vùng để xem họ có hẹn cho trẻ em hay không. Nhóm tiêm ngừa lưu động của quận hạt đến tận các trường học để tiêm ngừa cho học sinh và gia đình. Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara kết hợp với Sở Giáo dục hạt Santa Clara đã mở các địa điểm tiêm ngừa COVID-19 tại trường học, bắt đầu với các trường nằm trong những khu phố chịu ảnh hưởng nặng nề vì siêu vi khuẩn. Nhóm tiêm ngừa lưu động của Sở Y tế Công cộng đã tổ chức tiêm ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại các trường học và nhiều địa điểm cộng đồng. Nỗ lực này được áp dụng trên toàn quận hạt và đặt ưu tiên vào các trường học trong các cộng đồng có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao so với tỷ lệ tiêm ngừa. Với các số liệu từ cuộc kiểm tra dân số, các trường học được chọn nhắm vào các khu dân cư có số người tiêm ngừa luôn thấp hơn các khu vực khác. 3 tuần sau khi tiêm ngừa liều đầu tiên tại trường học, nhóm tiêm ngừa lưu động sẽ trở lại để tiêm liều thứ hai. Trước đó, phụ huynh sẽ nhận được các tài liệu về thông tin cần biết và những mẫu đơn
cần phải có để được tiêm ngừa. Phụ huynh và người đại diện hợp pháp phải đồng ý cho phép thì trẻ mới được tiêm ngừa. Thuốc tiêm ngừa cho trẻ em có an toàn không? Sau khi xem xét kỹ lưỡng các số liệu, FDA và CDC đã xác nhận thuốc tiêm ngừa cho trẻ em an toàn cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đã có các thử nghiệm lâm sàng với khoảng 3.000 trẻ em, hàng triệu người từ 12 đến 17 tuổi rất an toàn khi được tiêm ngừa cùng một thứ thuốc. Đây chỉ là 1/3 của liều cùng một loại thuốc ngừa. FDA và CDC tiếp tục theo dõi sự an toàn của mọi loại thuốc ngừa COVID-19 sau khi thuốc được phê duyệt. Sở Y tế Công cộng đã có những kế hoạch gì để tiêm ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi? Đó là Sở Y tế đã mở rộng việc ghi danh cho các cơ sở tiêm ngừa, tổ chức các cuộc thăm dò, ý kiến tại các hệ thống y tế lớn và các địa điểm tiêm ngừa trong hạt Santa Clara. Kết hợp với Sở Giáo dục và các học khu trong quận hạt đưa nhóm tiêm ngừa lưu động đến các địa điểm tiêm ngừa ở trường học và các cộng đồng có nhu cầu cao, dựa vào kiểm kê dân số và tài trợ cho các trung tâm y tế và các tổ chức trong cộng đồng để mở rộng việc tiếp xúc và tiêm ngừa cho cư dân. Ngoài ra, Sở Y tế Công cộng cũng đưa những thông tin nhất quán đến cho cư dân. Chương trình radio vừa qua có được sự góp mặt của Khánh Ly, là một giọng nói và khuôn mặt trẻ trung nổi bật trong cộng đồng trong thời gian gần đây trong mùa COVID. Khánh Ly sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa cho cộng đồng trong vai trò mới tại Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ của quận Hạt dành cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cô sẽ đưa đến cho chúng ta những thông tin và dịch vụ đặc biệt của trung tâm này trong những ngày sắp tới. Xin quý vị đón nghe. Các buổi radio talk show này sẽ được lên sóng vào mỗi thứ hai trên làn sóng 1430 AM từ 5 đến 6 giờ chiều, cũng như tại các chương trình của Net Việt và Việt Today. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn nhận được những thông tin mới nhất từ quận Hạt, vui lòng vào trang mạng scgov.org/cv19/Việt. Chúng tôi luôn đưa những thông tin hữu ích về những chương trình trợ giúp của quận Hạt trên radio và trang Facebook của Sở Y tế Hạt Santa Clara bằng tiếng Việt đến với quý vị hàng tuần. Chúng tôi sẽ có những buổi hội thảo trực tiếp mỗi tuần để cập nhật những tin tức mới nhất từ quận Hạt cùng với những hướng dẫn an toàn trong mùa COVID. Hãy đón nghe với Radio Vì Dân lúc 1:30 trưa mỗi thứ hai trên làn sóng 1430 AM, tiếng mẫu Bắc Cali 1430 AM vào lúc 7:45 sáng thứ tư mỗi tuần, live talk show với Thanh Sơn, Hot News 1500 vào lúc 1:30 chiều mỗi thứ sáu hàng tuần, cùng với hướng dẫn cách thức an toàn mùa COVID với Dân Sinh Mia của Phạm Phú Nam vào lúc 9:00 sáng và 9:00 tối mỗi thứ bảy hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Như Hạnh và Thanh Ly xin kính chào quý khán giả khắp nơi.